Hội thứ tư Phẩm Diệu Hạnh. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở núi Thiếu Phong thuộc thành Vương Xá, cùng chúng đại bí xô 1250 vị đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, được tự tại hoàn toàn, tâm hoàn toàn giải thoát, tuệ hoàn toàn giải thoát, như con ngựa trí đã được luyện tập thành thục. Cũng như dòng chúa, việc đáng làm, đã viên mãn. Việc phải viên mãn, bỏ được gánh nặng, đạt được lợi mình, chấm dứt các hữu lậu, tránh chi giải thoát, đạt được tự tại, rốt ráo đệ nhất, trừ A Nan còn bậc hữu học. Cụ thọ thiện hiện, liền làm thượng thủ. Bấy giờ Phật bảo cụ thọ thiện hiện, bằng biện tài của mình, nên vì chúng đại Bồ Tát, ông hãy giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dạy bảo giáo giới, làm cho các đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được rốt ráo. Khi đó Xá Lợi Tử suy nghĩ, hôm nay thiện hiện dùng biện tài giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho chúng đại Bồ Tát, hay nhờ sức oai thần của Như Lai? Nhờ oai thần của Phật, cụ thọ thiện hiện biết tâm niệm của Xá Lợi Tử, liền bảo cụ thọ Xá Lợi Tử, đệ tử của Phật nào dám giảng thuyết chỉ bày, tất cả đều là nhờ sức oai thần của Phật. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì trước tiên Phật giảng thuyết chỉ bày pháp yếu cho người khác, người ấy y theo lời Phật dạy, tinh tấn tu học, chứng đắc thật tánh các pháp, sau đó lại giảng thuyết chỉ bày cho người khác. Nếu không trái ngược pháp tánh, đều là nhờ oai thần của Phật gia bị. Do đó sự chứng đắc ấy đồng với pháp tánh, nên nay tôi sẽ giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho chúng đại Bồ Tát và dạy bảo giáo giới. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, làm cho họ mau được rốt ráo, đều nhờ lực Phật, chẳng phải biện tài của mình làm được việc đó. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngài dạy con giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho chúng đại Bồ Tát và dạy bảo giáo giới họ đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mau được rốt ráo. Bạch Thế Tôn, gọi là Bồ Tát, vậy với khái niệm nào gọi là Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, con không thấy có pháp nào gọi là Bồ Tát, cũng không thấy có pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, con đối với Bồ Tát và pháp của Bồ Tát chẳng thấy chẳng đắc, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thấy chẳng đắc, thì làm sao con có thể giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho chúng đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, vậy con dùng những Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nào để giảng dạy cho những chúng đại Bồ Tát, để họ đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được rốt ráo? Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào nghe những lời như vậy, tâm không đắm trước, cũng không thối lui, không kinh sợ, đúng như Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã nói mà an trụ, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho được hoàn toàn, thì đó chính là dạy bảo giáo giới chúng đại Bồ Tát, làm cho đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mau được rốt ráo, cũng gọi là giảng thuyết chỉ bày Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cho họ. Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên học như thế, nghĩa là không chấp trước tâm đại Bồ Đề. Vì sao? Vì tâm chẳng phải bản tánh của tâm, bản tánh vốn tịnh. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, này thiện hiện, có phi tâm và tánh của tâm không? Thiện hiện hỏi lại Xá Lợi Tử, tánh của tâm phi tâm, hoặc có hoặc không, có thể nắm bắt được không? Xá Lợi Tử đáp, này thiện hiện, không được. Thiện hiện bảo Xá Lợi Tử, tánh của tâm phi tâm, hoặc có hoặc không, còn không thể được, tại sao lại hỏi có phi tâm là tánh của tâm phải không? Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, những gì gọi là tâm chẳng phải tánh của tâm? Thiện hiện đáp, nếu không biến hoại cũng không phân biệt, thì đây gọi là tâm chẳng phải là tánh của tâm. Khi ấy Xá Lợi Tử khen thiện hiện, lành thay, lành thay, đúng như lời ông nói, Đức Phật nói nhân giả trụ định vô chánh là bậc đệ nhất. Đúng như bậc thánh nói, đại Bồ Tát nào nghe lời này, tâm không đắm trước, cũng không thối lui, không kinh sợ, nên biết đó là đối với sự mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tâm không thối chuyển. Đại Bồ Tát nào quan sát tâm chẳng phải là tánh của tâm như vậy, thì nên biết đó là không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các thiện nam thiện nữ vân vân nào siêng năng tinh tấn tu học các địa vị của Thanh Văn Độc Giác hoặc Bồ Tát, thì nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học,
dùng phương tiện thiện xảo làm cho sự tu hành mau được rốt ráo. Vì sao? Vì ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, bao gồm tất cả các pháp nên tu học, Đại Bồ Tát nào cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, muốn tu hành các hạnh Bồ Tát một cách chân chánh, muốn thành tựu đầy đủ phương tiện thiện xảo của Phật Pháp, thì nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, thông suốt hoàn toàn như lời dạy mà tu hành. Vì sao? Vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này bao gồm tất cả pháp mà các Đại Bồ Tát cần nên tu học. Đại Bồ Tát nào có thể đối với kinh này siêng năng tu học thì sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tất cả sự mong cầu đều được đầy đủ. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con quán Bồ Tát chỉ có giả danh, chẳng biết chẳng đắc, không thấy thật sự, và quán Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chỉ có giả danh, chẳng biết chẳng đắc, không thấy thật sự. Vậy sẽ vì các Đại Bồ Tát nào mà giảng thuyết chỉ bày, dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nào dạy bảo giáo giới? Các Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nào mau được rốt ráo? Bạch Thế Tôn, con quán Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này chỉ có giả danh, chẳng biết chẳng đắc, không thấy thật sự, nhưng trong ấy nói có Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên con nghi ngờ. Bạch Thế Tôn, tên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và Bồ Tát đều không quyết định, cũng không chỗ trụ. Vì sao? Vì hai tên như vậy đều vô sở hữu, pháp vô sở hữu không định và không trụ. Đại Bồ Tát nào nghe nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, tâm không đắm trước, cũng chẳng thối lui, không kinh sợ, thầm tâm tìm hiểu thì nên biết Đại Bồ Tát này đã an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, luôn không xa lìa, đem vô sở trụ làm phương tiện, an trụ vào địa vị Bồ Tát không thối chuyển. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên trụ sắc, cũng không nên trụ thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì nếu trụ vào sắc thì làm theo sắc hành, chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu trụ thọ tưởng hành thức thì cũng làm theo thọ tưởng hành thức, chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì chẳng phải làm theo hành mới có thể thông nhiếp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu không thu nhiếp Bát Nhã Ba La Mật Đa thì đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tu tập được. Nếu đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng tu tập được thì đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể viên mãn. Nếu đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể viên mãn thì không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu đối với trí nhất thiết trí không thể chứng đắc thì không thể nhiếp hộ hữu tình đã nhiếp hộ. Vì vậy chẳng nên nhận lấy các sắc thọ tưởng hành thức. Vì sao? Vì sắc đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể nhận lấy, thọ tưởng hành thức đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không thể nhận lấy. Vì sắc không thể nhận lấy nên chẳng phải sắc, vì thọ tưởng hành thức cũng không thể nhận lấy nên chẳng phải thọ tưởng hành thức. Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng không thể nhận lấy nên chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa, các Đại Bồ Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy. Nếu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy thì đây gọi là Bồ Tát ở trong định, không nhận lấy tất cả pháp, rộng lớn không ngăn ngại, vô cùng tận, quyết định không đồng với tất cả thanh văn độc giác, cũng không nhận lấy trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí này cũng chẳng phải chấp tướng mà tu đắc, tất cả sự chấp tướng đều là phiền não. Người nào chấp tướng tu đắc trí nhất thiết trí thì phạm trí thắng quân đối với trí nhất thiết trí không nên tin hiểu. Phạm trí thắng quân này tùy do sức tin hiểu hướng về Phật Pháp, gọi là tùy tiến hành, nên có thể đem chút phần trí quán tất cả pháp tánh không, ngộ nhập trí nhất thiết trí. Đã ngộ nhập rồi không chấp tướng sắc, cũng không chấp tướng thọ tưởng hành thức, không đem tâm ưa muốn để quan sát trí này, không đem nội sắc thọ tưởng hành thức quan sát trí này, không đem ngoại sắc thọ tưởng hành thức quan sát trí này, cũng không đem nội ngoại sắc thọ tưởng hành thức quan sát trí này, cũng không lìa sắc thọ tưởng hành thức quan sát trí này. Phạm trí thắng quân dùng các môn ly tướng như vậy đối với tất cả trí nhất thiết trí, sanh tâm tìm hiểu đối với tất cả pháp đều không đắm trước.
Phạm trí dụng môn lý tướng như vậy đối với trí nhất thiết trí được tin hiểu rồi, đối với tất cả pháp đều không chấp tướng, cũng không suy nghĩ các pháp vô tướng. Như vậy, phạm trí này do sức thắng giải, đối với tất cả pháp không chấp không xả, không đắc không chứng. Bấy giờ phạm trí tự tin hiểu cho đến niết bàn cũng không chấp trước, lấy trần pháp tánh làm định lượng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Bà La Mật Đa Sâu Xa của Đại Bồ Tát này, đối với sắc thọ tưởng hành thức chẳng nhiếp thọ, tuy đối với các pháp không bị nhiếp thọ, nếu chưa viên mãn 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, và 18 pháp Phật bất cộng, thì nhất định không ở nửa chừng mà nhập niết bàn, nên biết Bát Nhã Bà La Mật Đa Sâu Xa của các Đại Bồ Tát như vậy, tuy không chấp trước mà vẫn thành tựu các sự nghiệp thù thắng. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quan sát như vậy: Bát Nhã Ba La Mật Đa là gì? Vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy làm được việc gì? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quan sát như vậy: Nếu pháp vô sở hữu bất khả đắc, thì đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa trong vô sở hữu, đặt hỏi cái gì? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào đối với việc như vậy khi quan sát kỹ, tâm không đắm trước, cũng không thối lui, không kinh sợ, thì đó là không lìa Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu sắc lìa tự tánh sắc, thọ tưởng hành thức lìa tự tánh thọ tưởng hành thức, Bát Nhã Bà La Mật Đa lìa tự tánh Bát Nhã Bà La Mật Đa, trí nhất thiết trí lìa tự tánh trí nhất thiết trí, thì do duyên gì để biết các Đại Bồ Tát không lìa Bát Nhã Bà La Mật Đa? Thiện Hiện đáp: đúng vậy, này Xá Lợi Tử, các sắc lìa tự tánh sắc, thọ tưởng hành thức lìa tự tánh thọ tưởng hành thức, Bát Nhã Bà La Mật Đa lìa tự tánh Bát Nhã Bà La Mật Đa, trí nhất thiết trí lìa tự tánh trí nhất thiết trí, tự tướng Bát Nhã Bà La Mật Đa cũng lìa tự tướng, tự tánh Bát Nhã Bà La Mật Đa cũng lìa tự tánh, tướng cũng lìa tự tánh cũng lìa tướng cũng lìa tự tánh cũng lìa tự tánh, năng tướng cũng lìa sở tướng cũng lìa năng tướng cũng lìa năng tướng cũng lìa sở tướng. Đại Bồ Tát nào có thể như thật biết được nghĩa như thế thì thường không xa lìa Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, Đại Bồ Tát nào theo đây tu học thì có màu được thành tựu trí nhất thiết trí không? Thiện Hiện đáp: đúng vậy, này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào theo đây tu học thì sẽ màu thành tựu trí nhất thiết trí. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì Đại Bồ Tát này biết tất cả pháp không sanh diệt. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát nào có thể hành Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa như vậy thì sẽ tiến gần trí nhất thiết trí. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát nào hành sắc là hành tướng, hoặc hành sắc tướng là hành tướng, hoặc hành sắc tướng vô tướng là hành tướng, hoặc hành sắc sanh là hành tướng, hoặc hành sắc diệt là hành tướng, hoặc hành sắc hoại là hành tướng, hoặc hành sắc không là hành tướng, nếu bảo ta có thể hành là hành tướng, hoặc nói ta là Bồ Tát có sở hành là hành tướng, hoặc nói ta là Bồ Tát có thể đắc là hành tướng, nếu hành thọ tưởng hành thức là hành tướng, hoặc hành thọ tưởng hành thức tướng là hành tướng, hoặc hành thọ tưởng hành thức vô tướng là hành tướng, hoặc hành thọ tưởng hành thức sanh là hành tướng, hoặc hành thọ tưởng hành thức diệt là hành tướng, hoặc hành thọ tưởng hành thức hoại là hành tướng, hoặc hành thọ tưởng hành thức không là hành tướng, nếu nói ta có thể hành là hành tướng, hoặc nói ta là Bồ Tát nên có sở hành là hành tướng, hoặc nói ta là Bồ Tát nên có sở đắc là hành tướng. Nếu suy nghĩ ai có thể hành như vậy là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng là hành tướng, nên biết Bồ Tát này không có phương tiện thiện xảo, tuy có thực hành nhưng chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, các Đại Bồ Tát phải hành thế nào mới gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa?
Thiện hiện đáp, các đại Bồ Tát nào không hành sắc, không hành sắc tướng, không hành sắc tướng vô tướng, không hành sắc sanh, không hành sắc diệt, không hành sắc hoại, không hành sắc không, thì đó là hành bát nhã ba la mật đa. Các đại Bồ Tát nào chẳng hành thọ tưởng hành thức, không hành thọ tưởng hành thức tướng, không hành thọ tưởng hành thức tướng vô tướng, không hành thọ tưởng hành thức sanh, không hành thọ tưởng hành thức diệt, không hành thọ tưởng hành thức hoại, không hành thọ tưởng hành thức không, thì đó là hành bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát nào không chấp hành, không chấp chẳng hành, không chấp cũng hành cũng chẳng hành, không chấp chẳng phải hành, chẳng phải chẳng hành, thì đó là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp đều không thể chấp thủ, không thể tùy hành, không thể nắm giữ, xa lìa tánh tướng. Đó gọi là các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không chấp thủ định, rộng lớn không ngăn ngại, vô cùng tận, dù cho tất cả thanh văn độc giác cũng không bị kịp. Đại Bồ Tát nào an trụ trong định này thì sẽ mau chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện nhờ thần lực của Phật nên bảo đại đức Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào an trụ trong định này thì ở đời quá khứ hiện tại sẽ được Như Lai ứng chánh đẳng giác thọ ký. Các đại Bồ Tát này tuy trụ trong định nhưng không thấy có định, cũng không chấp danh tự của định, cũng chẳng nghĩ ta ở trong định này đã đang sẽ thật sự nhập định, cũng chẳng nghĩ chỉ có ta mới có thể nhập định này, chẳng phải những người khác có thể tư duy phân biệt được như thế. Nhờ oai lực của định này nên tất cả đều không phát sanh. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, đại Bồ Tát nào nhờ trụ định này ở đời quá khứ hiện tại được chư Phật Thế Tôn thọ ký, thì đại Bồ Tát này có thể chỉ rõ định như vậy được không? Thiện Hiện đáp, này Xá Lợi Tử, không được. Vì sao? Vì thiện nam tử này đối với định này sẽ không hiểu không tưởng. Xá Lợi Tử hỏi, cụ thọ nói các thiện nam tử kia đối với định này sẽ không hiểu không tưởng sao? Thiện Hiện đáp, nhất định là các thiện nam tử kia đối với định như vậy không hiểu không tưởng. Vì sao? Vì các định như vậy đều vô sở hữu, nên thiện nam tử kia đối với định như vậy không hiểu không tưởng. Các định như vậy đối với tất cả pháp cũng không hiểu không tưởng. Vì sao? Vì tất cả pháp đều vô sở hữu. Khi đó Thế Tôn khen Thiện Hiện, hay thầy, hay thầy, đúng như lời ông nói. Vì vậy ta nói ông là bậc thứ nhất trụ định vô chánh, ông nhờ thần lực của Như Lai gia bị nên nói được lời này. Như vậy này Thiện Hiện, các đại Bồ Tát muốn học bát nhã ba la mật đa nên học như vậy. Vì sao? Vì đại Bồ Tát nào học như vậy mới gọi là học bát nhã ba la mật đa sâu xa một cách chân chánh. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào có thể đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa học được như vậy thì có gọi là học một cách chân chánh không? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào có thể đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa học được như vậy thì gọi là học một cách chân chánh, vì đem vô sở đắc làm phương tiện. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào có thể học như vậy thì có đem vô sở đắc làm phương tiện không? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào khi học như vậy thì đối với tất cả pháp đem vô sở đắc làm phương tiện. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi học như vậy các đại Bồ Tát chẳng học với pháp nào? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, khi học như vậy các đại Bồ Tát chẳng học với pháp nào. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, như kẻ phàm phu ngu muội chấp chẳng phải có tất cả pháp như vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu vậy thì các pháp làm sao có được? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, như vô sở hữu nhưng lại sở hữu, nếu đối với pháp vô sở hữu như vậy chẳng rõ thấu được thì gọi là vô minh. Kẻ phàm phu ngu muội đối với tất cả pháp tánh vô sở hữu bị thế lực vô minh tham ái tăng thượng phân biệt chấp trước hai bên đoạn và thường, vì vậy không biết không thấy các pháp tánh vô sở hữu nên phân biệt các pháp, do phân biệt nên mới sanh chấp trước, do chấp trước nên phân biệt các pháp tánh vô sở hữu. Do đó đối với pháp không thấy không biết, vì đối với các pháp không thấy không biết nên phân biệt có đời quá khứ hiện tại vị lai, do phân biệt nên đắm trước danh sắc, vì đắm trước danh sắc nên phân biệt chấp trước pháp vô sở hữu, vì phân biệt chấp trước pháp
vô sở hữu, nên đối với đạo như thật, không biết không thấy, không thể ra khỏi ba cõi sanh tử, không tin pháp chân thật, không hiểu thật tế. Vì vậy, nên đọa trong số phàm phu, do đó chúng Đại Bồ Tát đối với pháp tánh tướng đều không chấp trước. Khi ấy, Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi học như thế, các Đại Bồ Tát học trí nhất thiết trí, phải không? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, khi học như thế, các Đại Bồ Tát cũng không cầu học trí nhất thiết trí. Nhưng khi học như vậy, các Đại Bồ Tát dù không đạt sở học, nhưng vẫn gọi là học trí nhất thiết trí một cách chân chánh, nên được tiến gần trí nhất thiết trí, mau được thành tựu trí nhất thiết trí. Bây giờ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, giả sử có người nào đến hỏi như vậy, nếu các người huyễn hóa có tu học, thì họ có thể tiến đến trí nhất thiết trí và mau thành tựu trí nhất thiết trí không? Khi con bị hỏi như vậy, phải đáp thế nào? Phật dạy, này thiện hiện, ta hỏi lại ông, tùy ý ông đáp. Ý ông thế nào, huyễn hóa cùng với sắc có khác nhau không? Huyễn hóa cùng với thọ tưởng hành thức có khác nhau không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, huyễn hóa không khác sắc, sắc không khác huyễn hóa. Huyễn hóa tức là sắc, sắc tức là huyễn hóa. Huyễn hóa không khác thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức không khác huyễn hóa. Huyễn hóa tức là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tức là huyễn hóa. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông thế nào? Trong năm thủ ẩn khởi các vọng tưởng về các tường, đặt bày lời nói giả danh Đại Bồ Tát không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật dạy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa, tất cả đều như sự học của người huyễn hóa. Vì sao? Vì huyễn hóa tức là năm thủ ẩn. Vì ta nói năm uẩn như nhãn, vân vân, sáu căn đều như huyễn hóa, đều không thật có. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào mới học Đại Thừa nghe thuyết như thế, thì tâm có kinh sợ thối lui không? Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào mới học Đại Thừa gần gũi bạn ác, nghe thuyết như thế thì tâm liền kinh sợ thối lui. Còn nếu được gần gũi bạn lành, dù nghe thuyết lời này nhưng chẳng kinh sợ cũng chẳng thối lui. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, hạng người nào gọi là bạn ác của Bồ Tát? Phật dạy, này thiện hiện, bạn ác của các Đại Bồ Tát là dạy bảo giáo giới chúng Đại Bồ Tát, làm cho xa lìa bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm cho xa lìa sự mong cầu trí nhất thiết trí, làm cho học theo chấp tướng sách vở của thế tục, học theo kinh pháp của thanh văn độc giác, lại không nói việc ma lỗi ma, làm cho sự tu học không thành tựu được, đó gọi là bạn ác của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, hạng người nào gọi là bạn lành của Bồ Tát? Phật dạy, này thiện hiện, bạn lành của các Đại Bồ Tát là dạy bảo giáo giới chúng Đại Bồ Tát, làm cho tu học bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, làm cho tu học sự mong cầu trí nhất thiết trí, xa lìa sự chấp tướng sách vở của thế tục, xa lìa kinh pháp của thanh văn độc giác, hay nói việc ma lỗi ma, làm cho họ hiểu biết dùng phương tiện chấm dứt để việc tu học mau được thành tựu, đó gọi là bạn lành của Bồ Tát hướng dẫn đến Đại Thừa trang nghiêm bằng đại thệ nguyện. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, gọi là Đại Bồ Tát như vậy nghĩa của Bồ Tát là như thế nào? Phật dạy, này thiện hiện, học tất cả pháp không bị dính mắc, không bị chướng ngại, hiểu biết tất cả pháp không bị dính mắc, không bị chướng ngại, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích cho hữu tình, là nghĩa của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát do duyên nào gọi là Maha Tát? Phật dạy, này thiện hiện, vì các Đại Bồ Tát ở trong chúng đại hữu tình là bậc thượng thủ nên gọi là Maha Tát. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, con muốn đem biện tài nói với Bồ Tát, do nghĩa này nên gọi là Maha Tát, cúi xin Thế Tôn hứa cho. Phật dạy, này Xá Lợi Tử, này thật đúng lúc, tùy ý ông nói. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, do các Đại Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo, vì các hữu tình mà giảng thuyết pháp yếu, làm cho đoạn trừ ngã kiến, hữu tình kiến, mạng giả kiến, bồ đạc giả la kiến, hữu kiến, vô hữu kiến, đoạn kiến, thường kiến, thần kiến, và tất cả các loại kiến chấp khác, đương nghĩa này nên gọi là Maha Tát. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, con muốn đem biện tài nói với Bồ Tát, do nghĩa này nên gọi là Maha Tát,
cúi xin Thế Tôn hứa cho. Phật dạy: Này thiện hiện, này thật đúng lúc, tùy ý ông nói. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do các đại Bồ Tát vì muốn chứng được trí nhất thiết trí, nên phát tâm Bồ Đề và tâm vô lậu, tâm vô đẳng đẳng, tâm không cùng với thành phần độc giác, vân vân. Đối với tâm như thế đều không chấp trước, do nghĩa đó gọi là Mahatát. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí là chân vô lậu, không đọa vào ba cõi. Tâm cầu trí nhất thiết trí là chân vô lậu, không đọa vào ba cõi. Đối với tâm như thế không nên chấp trước. Vì vậy nên gọi là Bồ Tát Mahatát. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Do nhân duyên nào đối với tâm như thế không chấp trước? Thiện Hiện đáp: Các tâm như vậy không tâm tánh nên không chấp trước. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Tâm ấy có phải là có phi tâm tánh phải không? Thiện Hiện hỏi lại Xá Lợi Tử: Phi tâm tánh này hoặc có hoặc không, có thể đắc không? Xá Lợi Tử đáp: Này Thiện Hiện, không. Thiện Hiện trả lời: Phi tâm tánh này hoặc có hoặc không cũng bất khả đắc. Vậy tại sao ông lại hỏi tâm ấy có phi tâm tánh không? Khi đó Xá Lợi Tử khen Thiện Hiện: hay thay, đúng vậy, đúng vậy. Phật nói nhân giả trụ định vô tránh là bậc nhất, thật đúng như lời bậc thánh nói. Khi ấy Mãn Từ Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con muốn đem biện tài nói với Bồ Tát, do nghĩa này nên gọi là Mahatát, cúi xin Thế Tôn cho phép. Phật dạy: Này Mãn Từ Tử, này thật đúng lúc, tùy ý ông nói. Mãn Từ Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do các đại Bồ Tát vì sự lợi ích cho tất cả hữu tình, nên mặc áo giáp đại công đức, phát tâm đại thừa, nương nơi đại thừa nên gọi là Mahatát. Bấy giờ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo lời Ngài dạy, các đại Bồ Tát mặc áo giáp đại công đức. Vậy đến mức độ nào nói là các đại Bồ Tát mặc áo giáp đại công đức? Phật dạy: Này Thiện Hiện, các đại Bồ Tát suy nghĩ ta nên độ thoát vô lượng vô biên hữu tình, làm cho thể nhập vô dư y bát niết bàn. Mặc dù độ vô lượng vô số vô biên hữu tình như thế đều thể nhập cõi vô dư y bát niết bàn, nhưng không thấy pháp và các hữu tình được niết bàn. Vì sao? Vì pháp tánh của các pháp là như vậy. Ví như nhà ảo thuật hay học trò của ông ta ở ngã tư đường hóa ra vô số người tàn hại lẫn nhau, ý ông thế nào? Trong đó có thật sự tàn hại lẫn nhau đến nỗi làm chết bị thương không? Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này Thiện Hiện, các đại Bồ Tát cũng là như vậy. Dù độ vô lượng vô số vô biên hữu tình như vậy, thể nhập vào vô dư y bát niết bàn, nhưng không có pháp và các hữu tình được niết bàn. Các đại Bồ Tát nào nghe việc như vậy mà không kinh sợ, cũng không thối lui, thì nên biết đại Bồ Tát này mặc áo giáp đại công đức.